chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về dòng sản phẩm mới bàn phím LED giả cơ Gerard X12. Đây là dòng bàn phím LED giả cơ LED sáng nền, LED nền 3 màu, màu xanh lam, màu đỏ, màu tím. Bạn có thể tăng giảm độ sáng của LED nền, giảm độ sáng và tăng độ sáng, giảm độ sáng, tăng độ sáng. Các bạn đang quan sát màu tím LED sáng nền. Màn hình này có kích thước rất lớn, hỗ trợ bắt tay tay sử dụng. Chất liệu nhựa ABS cứng chắc, mặt thế của màn hình hỗ trợ chân nâng. Mặt trên nhựa bóng, kiểu phím thiết kế hiện đại khá bắt mắt. Phím cam giả cơ, sử dụng dây dù, hỗ trợ cục chống nhiễu, kết nối cổng USB, sử dụng được trong máy tính bàn và laptop. Bây giờ chúng ta cùng xem con nút của bàn phím giả cơ Gerard X12. Như bạn thấy, nút rất giống với Bluetooth của màn hình cơ, nhìn bên ngoài rất giống thôi, nhưng mà trong thì nguyên lý vẫn là sử dụng nút cao su. Để khi các bạn bấm xuống sẽ không phát ra tiếng tách như màn hình cơ. Rất giống Bluetooth của màn hình cơ. Cây cáp, đối với các bạn chưa cây cáp, các bạn vẫn có thể mua cây cáp màn hình cơ, các bạn thay thế được. Dù là màn hình giả cơ nhưng mà thuộc dòng giả cơ cao cấp nên khi các bạn bấm cũng vẫn phát ra tiếng kêu, tiếng kêu nhỏ hơn, nó không được bằng với màn hình cơ. Tiếng kêu nhỏ nghe cũng vui tai. Nhiều cách rất là lớn. Dòng màn hình giả cơ Gerard X12 thì chính hãng Gerard có chế độ bảo hành 1 năm. Xem qua sản phẩm LED nền 3 màu, có thể hỗ trợ các thiết tắm, mở nhạc, mở mail từ F10, F1 tới F12.